Em nhá, mình hôm nay mọi người ở quê mình nên chơi, dẫn mọi người đi chơi vào đập chơi. Đây là một cặp tình nhân. Hello. Cái này á, cái này là camera đấy. Cười đó, cười đấy. Chờ một tí đi. Đây là trưởng ban họ Thân. Ông Thân Văn Viễn. Năm nay ông 77 tuổi rồi, nhưng mà sức khỏe của ông thì vẫn phi thường. Lâu lắm không đạp xe lên đây. Bia Bi đứng xuống đi cho mẹ đỡ mỏi. Ngày xưa ở quê nó đi cậy những đường. Ở quê nó nắng nên nó mới cậy được. Xong rồi đi bắt con bò xít. Cho vào. Ừ, nó chạy. Như ngày xưa thôi. Bơi tiếp không? Đây là khu du lịch sinh thái Xin Hồ Lai Châu. Này xong là em lên. Thế á? Trước lên hàn mấy cái ống dưới này cho bọn nó hàn ống phát đi. Ừ. Mà đây thủ đi, giá đi. Chú đi con xe kia nữa, được khỏe nhỉ? Đây là cặp đôi hoàn hảo nhất Lai Châu ấy. Đẹp không? Các bạn đi. Trai xinh gái đẹp. Đây thằng cháu bảo trai xinh gái đẹp. Chục năm nữa xem. Năm nữa là món. Bây giờ mới có cái kiểu ghi ngày xưa không có. Đây khoảng mấy chục năm nữa như đến tuổi Bác Hùng xem lại xong nói thấy vui. Làm gì? Hay vậy, bọn em toàn đạp xe lên đây đấy. Lúc đấy được chưa được một tuổi chú ạ. Ui, thích nhảy nhau khoảng độ 7 mét á. Sâu ấy. Sâu lắm ấy. Thích nhau 7 mét á. Con đâu con quay đấy. Tí về con đăng lên YouTube thì mới giữ được lâu. Chứ không thì không giữ được. Đây là bờ hồ, đây là anh Thân Văn Lâm. Hello. Đấy. Xin chào mọi người. Anh phát biểu cảm nghĩ khi anh đặt chân lên Xìn Hồ đi. Xin chào mọi người, hôm nay rất vui mừng khi mình đặt chân đến đất Xìn Hồ. Cảm ơn anh em ở Xìn Hồ hôm nay đã tiếp đón. Đấy. Rất vui mừng, cảm ơn mọi người. Đấy, đây là một lời cảm ơn. Hello. Vào đây, đi từ từ thôi. Đi từ từ đây. Ồ, đó là hay lắm.
con nó đi khỏe hơn mình ấy. Mệt rồi. Hôm nay nắng. Ô khả năng. Ô. Trời xuống đấy ngồi. Đây này. Xuống chỗ Dâm kia ngồi đi. Phải xuống chỗ kia thôi chứ không có chỗ nào nữa đâu. Sau cái nhà kìa. Thôi xuống xuống dưới nhà đây. Đấy. Dâm rồi à? Nó cây xa lắm em, sao lên được đấy? Xa lắm. Nhìn thôi xa đấy con à. Anh Dâm ơi.